Tô Lâm xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một mẫu xe côn tay ở phân khúc 50cc. Không cần bằng lái xe vẫn có thể điều khiển mẫu xe này, chỉ cần các bạn đủ 16 tuổi trở lên thôi các bạn nha. Và thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình. Các bác lớn tuổi cũng có, kể cả các bạn học sinh chuẩn bị bước vào lớp 10 cũng để lại rất nhiều bình luận ở phần nhận xét. Muốn mình quay cận cảnh trực tiếp một chiếc xe 50cc các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Một thiết kế rất hoài niệm, hoài cổ, rất giống mẫu xe CD50 trước đây các bạn nha. Thiết kế rất cổ điển luôn, nhưng lại chứa đựng đầy đủ những cái nội dung để các bạn có thể thoải mái trải nghiệm trên những cung đường khác nhau. Đặc biệt là với những bác lớn tuổi ấy, hoàn toàn có thể sử dụng mẫu xe này để có thể đi phố hạ dạo hàng ngày này, rồi đi cà phê cà pháo hoàn toàn ok. Còn các bạn học sinh ấy, thể hiện được cái cá tính riêng của mình với cái mẫu xe Box City ở đây các bạn nha. Hệ thống đèn phía trước của xe này kết hợp với những cái đèn xi nhan quả nhót các bạn có thể theo dõi, cùng với hệ thống đèn pha tròn phía trước của xe. Thiết kế của mẫu xe này trang bị hệ thống phanh cơ vành nan hoa các bạn nha. Hiện tại cục máy, theo như mình được biết, đây là một cục máy 100cc nhưng được hãm lại chỉ còn 50cc mà thôi. Nên các bạn hoàn toàn có thể mở tua ra để có thể trải nghiệm với những cái phân khúc km/h khác nhau các bạn nha. Hoàn toàn các bạn có thể chạy được vào khoảng tầm từ 70 đến 80km/h, hoàn toàn ok luôn. Bình xăng với logo Box City, yên xe cũng được trau chuốt tỉ mỉ, các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết. Hiện tại với mức giá bán cũng cực kỳ phải chăng. Một chút nữa thì mình sẽ báo giá cụ thể gửi đến bạn cũng như những cái đăng ký cụ thể để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu các bạn nha. Hệ thống mặt đồng hồ của xe cũng được thiết kế dạng hình tròn, cổ điển các bạn có thể theo dõi. Chìa khóa là chìa khóa thường thôi các bạn nha. Tay lái cũng rất là cao giáo, các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn chứa đựng đầy đủ. Vẫn có nút tắt bật đèn pha, nút đề, còi, xi nhan, pha cốt đầy đủ luôn các bạn nha. Trau chuốt tỉ mỉ, yên xe cũng cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Hệ thống phía sau của xe đây các bạn có thể nhìn ngắm một chút cho mình. Với hệ thống đèn hậu phía sau này, các bạn nhìn đã thấy là hoài niệm hoài cổ rồi các bạn nha. Những chiếc xe coupe trước đây, những chiếc CD50 trước đây với thiết kế như thế này. Đèn xi nhan phía sau cũng hình quả nhót luôn, cũng rất đẹp và cuốn hút. Với những ai thích cái gì đó hoài niệm một chút, huyền thoại một chút, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mẫu xe này. Bô xe thiết kế cũng rất cổ điển, các bạn có thể nhìn cận cảnh. Quá đẹp không các bạn? Một chiếc xe với tầm giá khoảng tầm 16 triệu thôi là các bạn sẽ có cho mình một trải nghiệm cực kỳ thích thú với một mẫu xe Box City ở đây. Trước đây mình có đăng một số video lên thì được rất nhiều các bạn quan tâm, đặc biệt là một số bạn có dò hỏi mình để mua mẫu xe này về để tặng cho bố mẹ của mình các bạn nha, để như một món quà với mức giá bán cũng rất rẻ thôi và khoảng tầm 16 triệu thôi, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Quá đẹp rồi, với một phiên bản màu xanh dương đậm. Trước đây thì có thêm những phiên bản màu đen, phiên bản màu trắng nữa, tuy nhiên hiện tại còn duy nhất một chiếc thôi, cho anh em nào quan tâm có thể tham khảo. Hơi đáng tiếc một chút là mẫu xe này sẽ không ship xe toàn quốc cho các bạn được, nên các bạn nếu như các bạn quan tâm có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe và tìm mua xe cho mình với mẫu xe ở đây. Địa chỉ đại lý là 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Và đó là một chiếc xe độc lạ lâu lắm rồi, với một thiết kế mới tinh hoàn toàn thế này. Nó rất giống những cái mẫu xe Honda trước đây. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý rồi, đây là một mẫu xe liên doanh lắp ráp trong nước các bạn nha. Nên về chất lượng của nó sẽ không bằng được so với những mẫu xe chính hãng đến từ Honda Việt Nam. Tuy nhiên, nếu các bạn để trải nghiệm, đi học, đi làm, đi chơi bình thường và thoải mái thì mình nghĩ mẫu xe này đáp ứng được đầy đủ tiêu chí rồi. Vì mình cũng đã nói rất rõ với các bạn rồi, mình cũng đã hỏi từ trước đây những phiên bản trước rồi. Thì cái mẫu xe này được trang bị khối động cơ là 100cc nhưng hãm lại chỉ còn 50cc để có thể đăng kiểm được ở Việt Nam chúng ta. Với một chiếc xe máy 50cc không cần bằng lái xe và độ tuổi từ 16 tuổi trở lên có thể điều khiển được mẫu xe này. Nên các bạn hoàn toàn có thể mở tua nó ra để trải nghiệm với những cái phân khúc ấy, mã lực lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút các bạn nha. Các bạn cùng nhìn ngắm lại cho mình một chút trên mẫu xe ở đây. Để các bạn không phải chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm hiện tại đầu tháng 7 của năm 2023 với duy nhất một chiếc xe phiên bản màu xanh dương đậm này, cho bạn nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Chiếc xe cực kỳ nhẹ luôn, với cân nặng của nó đâu đó chỉ vào khoảng tầm 90-93kg thôi. Mình thấy mình nhấc lên rất nhẹ nhàng các bạn nha. Nhẹ hơn khá nhiều so với những cái mẫu xe Honda Wenfa hay là mẫu xe Yamaha Sirius phiên bản chế hỏa khí. Nhẹ hơn khá nhiều các bạn nha. Chỉ đâu đó vào khoảng tầm từ 90 đến 93kg thôi. Cái con số kg cụ thể
khối lượng cụ thể của nó ấy, thì phải cân lên thì biết được một cách chắc chắn. Còn về tổng thể thiết kế thì các bạn nhìn rồi, nó rất giống về tổng thể thiết kế so với những cái mẫu xe Honda cổ điển trước đây của chính hãng nhà Honda các bạn nha. Với mức giá bán hiện tại là 16 triệu đồng tròn, 16 triệu đồng trong tháng 7 của năm 2023 này. Đấy là giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi các bạn nha, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký, mình lấy ví dụ ở Lai Châu mình luôn để các bạn có thể tham khảo. Với những bạn nào hộ khẩu của huyện, của tỉnh Lai Châu các bạn nha, huyện của tỉnh Lai Châu ấy, thì các bạn bỏ thêm cho mình là 600.000 đồng các bạn nha. Còn với những bạn nào hộ khẩu ở thành phố Lai Châu này luôn, thì các bạn bỏ thêm cho mình là 1.100.000 đồng nữa là các bạn có thể rước chiếc xe này về rồi. Rất là cụ thể và chi tiết. Còn với những bạn nào ấy ở các tỉnh thành khác trên cả nước, nếu muốn mua mẫu xe này các bạn về đăng ký nó cũng chỉ chênh lệch đâu đó khoảng tầm 100-200 gì đó thôi. Vì tiền đăng ký các bạn tự đăng ký nó sẽ rẻ hơn đôi chút so với các bạn nhờ đại lý đăng ký. Còn ở thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh ấy, nó sẽ cái tiền đăng ký của nó sẽ nhỉnh hơn so với các tỉnh này, thành thành lẻ khác trên cả nước các bạn nha. Đó là một số những nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ để thỏa thi yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình. Muốn mình quay riêng một chiếc xe mà các bạn quan tâm rất nhiều trong thời gian vừa qua. Mình đã đăng chiếc xe này lâu lắm rồi nhưng các bạn vẫn quan tâm, vẫn xem, vẫn yêu thích và vẫn theo dõi chiếc xe rất là nhiều. Chính vì vậy ngày hôm nay mình quay riêng một bản để các bạn có thể theo dõi, thấy được cái silhouette độc lạ trên một mẫu xe Porsche City 50cc. Không cần bằng lái xe vẫn có thể điều khiển mẫu xe này. Rồi, cái đó rất này của mình. Nếu hay các bạn nhấn like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Các bạn cùng nhìn ngắm một vòng xung quanh mẫu xe để có thể đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sao cho sáng suốt nhất các bạn nha. Rồi, cái đó rất này của mình. Nếu hay các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.